Hyundai Santa Fe giảm sốc cận Tết Nguyên Đán, ưu đãi ngập tràn khiến khách Việt ngỡ ngàng. Hyundai Santa Fe đang được ưu đãi mạnh tay tại đại lý trước dịp Tết Nguyên Đán, đang đến gần khiến các đối thủ như Toyota Fortuner hay Mazda CX8 lo ngại. Bước đến gần Tết Nguyên Đán, nhiều mẫu xe ô tô đang được giảm giá mạnh tay nhằm thu hút khách mua hàng. Mẫu SUV 7 chỗ Hyundai Santa Fe hiện cũng đang được ưu đãi, giảm giá lên tới 70 triệu đồng, kèm theo quà tặng phụ kiện dành cho khách hàng mua xe trong dịp cận Tết Nguyên Đán cụ thể, theo khảo sát tại một số đại lý, Hyundai Santa Fe hiện đang được giảm từ 55 đến 70 triệu đồng. Đối với bản 2.2 lít máy dầu cao cấp và giảm 46 triệu đồng, đối với bản 2.2 lít máy dầu tiêu chuẩn. Nhờ đó, giá bán của Hyundai Santa Fe bản 2.2 lít máy dầu cao cấp hiện chỉ đang giao động từ 1,175 đến 1,190 tỷ đồng. Trong khi đó, bản máy xăng 2.4 lít xăng tiêu chuẩn có mức giảm thấp hơn, chỉ từ 13 đến 43 triệu đồng, xuống còn 952 đến 982 triệu đồng. Còn lại, phiên bản Hyundai Santa Fe 2.4 lít xăng cao cấp cũng đang được các đại lý ưu đãi mạnh tay, khi có giá rẻ hơn từ 20 đến 52 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách mua Hyundai Santa Fe tại một số đại lý còn nhận thêm ưu đãi, khuyến mãi khác về phụ kiện và quà tặng đi kèm. Cá biệt một số đại lý hiện vẫn còn áp dụng ưu đãi 50% lệ phí bạ dành cho Santa Fe 2020. Nhiều người cho rằng bên cạnh việc vượt khách dịp Tết Nguyên đán, nguyên nhân khiến các đại lý giảm giá, ưu đãi mạnh tay cho dòng Hyundai Santa Fe 2020 là do phiên bản nâng cấp của mẫu SUV 7 chỗ này nhiều khả năng sẽ về Việt Nam trong năm nay. Chính vì vậy, động thái giảm giá, ưu đãi mạnh tay của các đại lý được cho là nhằm để dọn kho, xả hàng đón phiên bản mới sắp về. Trong năm 2020 vừa qua, Hyundai Santa Fe là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV 7 chỗ tại thị trường Việt với doanh số đạt 11.425 xe, tăng 2.197 xe so với năm 2019. Các đối thủ của Hyundai Santa Fe là Toyota Fortuner và Mazda CX-8.